Xin chào tất cả mọi người trong và ngoài Facebook nha. Chào tất cả anh em làng cây trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam và một số anh em Campuchia đã từng mua bán cây với mình. Hôm nay anh em chúng tôi bắt đầu tiếp tục đánh một cây mít bản Chà rất đẹp. Cây mít này vanh gốc là 180, đo lên cách đất 1 mét là 140, 42 cứ gọi 40. Thoát thân 1m9 thì bắt đầu nó chia nhánh, nó thoát tiếp lên 40 phân nữa thì bắt đầu nó bay cành. Cành bay dài ra đây, thích lấy bao nhiêu thì lấy, 5-6 mét. Cây này cành nó bay nhưng nó lắc. Cây thì quả rất ngon, sai vài trăm quả chứ không thể nói vài chục quả được. Cây của nhà hàng xóm ở cổng nhà mình, nhà chú em hàng xóm cổng nhà mình nhé, rõ nguồn gốc, quả rất nhiều cho nên không có lo quả không ngon. Okay, thích không? Lười không muốn ra kia quay, quay vế bên kia còn đẹp hơn. Đây quả đây, rụng tạm một tí xuống đây ngoài vườn biết lỏng nhổng ấy, không thể đếm được. Em với chú Linh nó bảo mua cho nó một cây mốc mật nho nhỏ, may quá thế nào Sơn nó bảo cậu Hoàn có cây đấy, thế là xuống là bảo cậu Hoàn để cho mua hộ nó. Thằng chú Linh ở dưới Hưng Yên, chú hay mua cây của em. Đấy, cây rất đẹp nha, chẳng qua mình lười mình không biết ra ngoài kia quay cũng chả cần thiết phải ấy gì, nhìn tận mắt thì thích lắm. Bàn Trà bay dài, thích lấy bao nhiêu lấy, 6-7 mét. Cây này lấy tầm 4,5 mét rồi, bay ra 4,5 mét là đẹp. Đến đoạn lắc này, cây này có giá là chở được. Đây quay lưng cây nhá, cây nuột nà sạch sẽ không sâu thối. Chụp bên kia đẹp.